Happy Life xin chào tất cả các bạn. John Templeton là một trong những nhà đầu tư vĩ đại của thế giới. Ông đã trở thành tỷ phú khi là người tiên phong của các quỹ tương hỗ đa dạng hóa toàn cầu. Quỹ Templeton Growth Fund do ông lập nên đã thu được tỷ suất lợi nhuận bình quân 13,8% một năm trong giai đoạn 1954 đến 2004, cao hơn hẳn mức 11,1% của S&P 500. Quá trình đầu tư của Templeton có thể đem lại cho nhà đầu tư nhiều bài học quý giá được đúc rút từ cả một quá trình với cách thức chọn lọc cổ phiếu, đi ngược lại xu hướng trên thị trường và giữ cho đầu óc tỉnh táo. Hãy cùng Happy Life điểm qua 16 quy luật không thể bỏ qua đã được đúc rút từ quá trình đầu tư của ông. Các quy luật này có thể đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của nhà đầu tư cũng như bổ sung thêm nhiều kiến thức về thị trường. 1. Hãy đầu tư sao cho tổng lợi suất thực sự thu được là tối đa. Templeton khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng tính toán thuế và lạm phát sẽ làm giảm lợi nhuận như thế nào. Nhà đầu tư cũng không nên đặt quá nhiều tiền vào các chứng khoán mang lại thu nhập cố định bởi loại tài sản này thường không duy trì được sức mua của số tiền mà nhà đầu tư đã bỏ ra để mua chúng. 2. Đừng đầu cơ mà hãy đầu tư. Lời khuyên này củng cố lời khuyên hãy tránh xa sòng bạc của nhà đầu tư nổi tiếng John Bogle, cựu CEO của Vanguard Funds. Templeton cảnh báo rằng các hành động thái quá sẽ khiến lợi nhuận tiềm năng bị giảm đi và cuối cùng nhà đầu tư thậm chí còn bị thua lỗ nặng. 3. Hãy linh hoạt và sẵn sàng tiếp nhận các loại hình đầu tư mới. Trái phiếu, cổ phiếu hay các chứng khoán phái sinh, không tài sản nào có thể là tài sản sinh lời tốt nhất mọi thời đại. Do đó, nhà đầu tư cần linh hoạt, nhạy bén và sẵn sàng đón nhận các loại hình đầu tư mới. Templeton chỉ ra rằng, trong quá khứ, chỉ số S&P 500 đã diễn biến tốt hơn so với lạm phát, trái phiếu kho bạc hay với trái phiếu công ty, ngoại trừ thập kỷ 70 của thế kỷ trước. 4. Mua giá thấp. Nghe qua, quy luật này có vẻ là hiển nhiên. Mặc dù vậy, trong một số trường hợp, lời khuyên này có nghĩa là bạn phải đi ngược lại với xu hướng của đám đông. Nếu một cổ phiếu được ưa chuộng và nhiều người muốn mua cổ phiếu này, giá thường ở mức cao, cơ hội để mua được cổ phiếu ở giá thấp thường chỉ đến khi mọi người bi quan về diễn biến của thị trường. 5. Tìm kiếm những món hời trong số các cổ phiếu chất lượng cao. Templeton ủng hộ chiến lược tìm hiểu kỹ càng về các giám đốc kinh doanh, giám đốc công nghệ cũng như các thương hiệu mà một công ty có được. Theo ông, điều này sẽ giúp đảm bảo chắc chắn rằng đây là một công ty có được vị thế tốt trên thị trường, đồng thời nhà đầu tư cũng có được cái nhìn tổng quan về cổ phiếu đó. 6. Bạn bỏ tiền ra để mua giá trị, chứ không phải là xu hướng trên thị trường hay triển vọng của nền kinh tế. Templeton nhấn mạnh rằng chính các cổ phiếu riêng lẻ mới là nhân tố quyết định thị trường. Đồng thời, đôi lúc thị trường cũng có thể ngừng kết nối với thực trạng của nền kinh tế. Điều này được thể hiện rất rõ trong bối cảnh hiện nay, khi mà thị trường chứng khoán đang diễn biến tốt hơn nhiều so với sức khỏe của kinh tế thế giới. 7. Đa dạng hóa danh mục đầu tư. Một danh mục đầu tư đa dạng có thể đem lại nhiều lợi thế. Nguy cơ phải chịu những cú sốc lớn từ các sự kiện bất ngờ xảy đến với một công ty sẽ được giảm xuống. 8. Tìm sự trợ giúp từ những người thông thái. John Templeton cho rằng, nhà đầu tư cần phải nhận thức được rằng họ đang mua vào. Trong trường hợp mua cổ phiếu, nhà đầu tư đang mua lợi nhuận nếu dự đoán công ty tăng trưởng hoặc tài sản nếu dự đoán công ty sắp sát nhập. Trong đó, họ cần tính toán kỹ lưỡng và có thể thuê các chuyên gia thông thái tư vấn nếu như không có đủ khả năng phân tích. 9. Quản lý các khoản đầu tư hết sức chặt chẽ. Templeton lưu ý rằng không có cổ phiếu nào có thể được mua nhưng sau đó lại bị lãng quên. Các thị trường luôn ở trong trạng thái biến đổi liên tục và có thể thay đổi ngay lập tức. Nếu như nhà đầu tư không nhận ra được sự thay đổi, họ sẽ mất tiền. 10. Đừng hoảng sợ. Kể cả khi tất cả mọi người xung quanh bạn đều đang bán tháo cổ phiếu, điều nên làm là hít thở thật sâu và giữ nguyên danh mục đầu tư. Chỉ nên bán ra khi bạn xác định được một cổ phiếu có thể đem lại mức lợi suất hấp dẫn hơn. 11. Rút ra bài học từ những sai lầm. Thị trường chứng khoán khá giống với trường đại học, bạn cần phải trả học phí để có thể học được một số bài học. Bởi vậy, không được lặp lại sai lầm mà hãy rút ra bài học và lỗi lầm sẽ biến thành cơ hội trong lần tiếp theo. 12. Cầu nguyện. Templeton tin rằng cầu nguyện có thể giúp tâm trí nhà đầu tư thanh thản hơn và do đó họ sẽ mắc phải ít sai lầm hơn trong quá trình lựa chọn và giao dịch cổ phiếu. 13. Vượt trội trên một thị trường là một nhiệm vụ rất khó khăn. Đây là quy luật đã được kiểm chứng nhiều lần trên thực tế. Trong năm 2012 vừa qua, một loạt các quỹ đầu cơ lớn của thế giới đã chứng kiến lợi nhuận trồi sụt liên tục và thậm chí nhiều quỹ còn bị lỗ, ngay cả khi các nhà quản lý đều là những chuyên gia hàng đầu. 14. Nhà đầu tư có câu trả lời cho mọi câu hỏi là người không hiểu về câu hỏi. Theo các diễn giải của Kinh Thánh, thất bại sẽ đến sau niềm tự hào. Sự tự tin thái quá trong phong cách đầu tư chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại.
15, không có bữa trưa miễn phí. Templeton khẳng định nhà đầu tư không bao giờ nên đầu tư theo cảm tính hay sử dụng mánh khóe để tiết kiệm chi phí hoa hồng. Vậy thì, đâu là lời khuyên bạn cảm thấy tâm đắc nhất? Hãy chia sẻ cùng Happy Life ở phần bình luận bên dưới nhé. Đến đây thì video sẽ được kết thúc. Nếu thấy hay, bạn đừng quên hãy like và share video này cho nhiều người biết hơn nữa. Và đừng quên subscribe kênh channel YouTube của Happy Life Station để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về đầu tư, tài chính cá nhân, kinh doanh và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.